Không được đâu chú ơi, nó sụp thêm rồi, nó sụp thêm rồi. Không được đâu, chú về lại chú lấy đường khác đi. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Tiến đang có mặt ở trên khu vực rừng núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay là có một cái niềm vui, lại thêm một niềm vui cho một hộ hoàn cảnh nghèo ở trên khu vực rừng núi cả nhà mình. Thì ngày hôm nay cả nhà nhìn trước mặt anh nhỏ thì cả nhà cũng đã thấy rõ là các anh thợ, các anh đang vận chuyển các vật tư để sang xe máy cày để mà có thể dựng lên một cái căn nhà tình thương. Mà trong một tập video mà cũng đã rất là lâu rồi, cũng gần 2 tháng rồi cả nhà mình, thì hộ hoàn cảnh đó là ở trong một cái mảnh đất á, ở dưới đồng bằng á, trong một cái căn chòi cực kỳ là đáng thương luôn đó. Khi mà Tiến đăng tải cái hình ảnh này lên á thì khoảng một tháng thì cũng có một chú mạnh thường quân, chú có liên hệ với Tiến và thấy cái hoàn cảnh gia đình của chị gái này, hai mẹ con sống trong một cái túp lều á, nó sụp sệ lắm cả nhà mình, cho nên là chú thương, chú mới liên hệ Tiến và chú hỗ trợ một số tiền về để mà có thể dựng lên cái căn nhà tình thương cho hai mẹ con ở trên khu vực rừng núi cả nhà. Hiện tại bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, mấy anh thợ và anh tài xế cũng mới chở các vật tư lên tới nơi, sang xe rồi mình di chuyển xe máy cày đi vào chỗ khu vực đó chắc cũng khoảng tầm 10 giờ cả nhà mình. Ngày hôm nay là trời nắng, không có mưa. Video trước Tiến làm nhà mưa rất là nhiều, mưa cả ngày luôn cả nhà, cho nên là về ai cũng mệt mỏi hết luôn, bị nhiễm nước á cả nhà, nhiễm từ sáng cho tới chiều tối luôn mới về tới nhà. Hôm nay trời nắng rất là gắt. Thì khi mà trời nắng á là các anh thợ làm cái việc á nó sẽ nhanh hơn cả nhà mình, nó không có bị chậm trễ và không bị trục trặc gì hết á. Tiến rất là mong là chiều trời không có mưa. Đây ở khu vực núi đây nè là không có mây đen cả nhà. Các anh đang vận chuyển đi qua cả nhà mình. Như nãy giờ Tiến có chia sẻ là Tiến nghĩ chắc cả nhà cũng không có hình dung được cái hoàn cảnh mà hôm nay Tiến làm nhà cho hai mẹ con đâu cả nhà. Tại vì cái hoàn cảnh đó thì khi mà Tiến đăng tải lên nó cũng rất là nhiều lượt xem, nhưng mà không có ai hỗ trợ cho hai mẹ con á. Cho tới thời điểm bây giờ là gia đình của chị có duyên với một chú ở Mỹ, chú hỗ trợ về cho gia đình của mình để mà có thể có một cái căn nhà để mà ở. Xíu nữa Tiến sẽ đi vào đó Tiến thăm hai mẹ con và tạo một cái điều bất ngờ trong ngày hôm nay cho hai mẹ con nha cả nhà mình nhé. Chuẩn bị tới cái bước cuối cùng cho cái việc mà vận chuyển rồi, rình 48 xin bo qua nữa là xong rồi. Máy cày bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Cái đoạn đường hôm nay mà đi á thì cũng rất là sình lầy luôn cả nhà, tại vì mới mưa xong á cho nên là đất nó ẩm ướt và nó mình đi cái chân của mình á, ở dưới nó cứ nhẹt nhẹt á, cho nên là đi rất là khó chịu luôn. Và mấy cày có thể đi vào tới tận nơi luôn cả nhà, không có còn phải thuê người để mà vận chuyển nữa. Và Tiến có một cái điều này khi mà làm nhà á, cái căn nhà trước á thì cũng có rất là nhiều sự góp ý, cũng có nhiều người có cái ý trái chiều á cả nhà mình, cho nên là khi mà làm nhà xong á thì Tiến cũng muốn nói cái ý đó cho rõ ràng cho cả nhà cùng hiểu luôn nha. Tại vì mình đi giúp á, đi giúp người nghèo như thế này á, thật sự ra là mình giúp không hết mà người ta còn nói này nói nọ cả nhà mình, kiểu như là cảm thấy không có khó chịu đâu, nhưng mà mình cảm thấy buồn thôi. Mình bỏ công sức ra mình làm mà khi mà đăng tải video lên á thì nhiều người họ không có đồng cảm, không có thấu hiểu với cái việc mà mình đang làm á cả nhà. Họ nói tới nói lui á thì mình nghĩ mình cũng buồn thôi. Hiện tại bây giờ là xe đã bắt đầu xuất phát rồi cả nhà. Tại vì hôm nay không có ai chở Tiến á cho nên là Tiến ngồi trên xe máy cày luôn, để mà có thể đi theo chú máy cày, chú chở Tiến vào luôn cả nhà.
đó cả nhà thấy không, mới mưa á mà đất nó ẩm ướt rất là nhiều. Hiện tại thì Tiến cũng đã tới cái mảnh đất của gia đình chị gái rồi cả nhà. Nhưng mà mấy cày đang gặp vấn đề trục trặc về cái đường đi. Tại vì hiện tại bây giờ trời mưa cho nên là bà con đồng bào họ cũng tranh thủ để họ phát dọn cái mảnh đất của họ để mà có thể trồng bắp đồ cả nhà. Khi mà họ trồng bắp là mấy cày sẽ không thể nào mà qua được. Qua là cán bắp của người ta rồi người ta la cả nhà. Cho nên là chú mấy cày là phải tìm cách để mà len lỏi ở bên trong rừng để đi tới đây cả nhà mình. Để Tiến đi qua Tiến cho cả nhà xem cái quá trình mà chú mấy cày. Qua không được hả chú? Qua không được hả? Chú thì cả nhà mình. Ây cha, ở đây còn nước không à. Qua không được hả chú? Chú đang tìm cách để bò qua cả nha. Ui cha, cái thùng xe nó nghiêng được cả nhà mình. Xoay bánh luôn, xoay bánh luôn. Mấy cày còn vô không nổi cả nhà. Chú ơi, chú tới chú lùi là nó lún nửa cái bánh này luôn rồi nè. Bây giờ chú lấy cái miếng sắt á, chú để ở đây cả nha. Xong rồi chú bò lên. Đây là cái dụng cụ mà họ phòng hờ khi mà đi ở trong những cái mảnh đất mà lún á cả nha. Thật sự ra là Tiến làm căn nhà nào á, tại vì Tiến đi vào trong rừng sâu, Tiến chia sẻ những cái hình ảnh của bà con á, là đi vào toàn đường khó không à. Mỗi khi mà làm nhà cửa là họ cũng đi những cái đường khó giống như mà đợt trước Tiến đi vậy cả nhà mình. Cho nên là vào mấy cày là bị kẹt cứng ở đây luôn. Không biết là có lên nổi hay không đây. À, lên rồi cả nhà. Ồ, nó xáy cái bánh kìa. Ồ, không được đâu chú ơi, nó xáy cái bánh bên đây nè. Từ từ, bình tĩnh mà rung. Từ từ nha chú nha, anh gôn vào sau á. Đừng chạy nha, anh gôn vào sau á. Trời ơi, dính lên sình lên hết rồi. Rồi. Wow. Ô, từ đầu chú, để lót cái chỗ này nè, chỗ này nó bị nghiêng rồi. Cẩn thận rắn rít nha anh Gôn nha. Rồi, bắt đầu lấy trốn, chạy lên cả nha. Wow.
Sấy bánh rồi, sấy bánh rồi. Đang tìm cách cả nhà. Tại vì khi mà Tiến chia sẻ cái hình ảnh của anh Gôn á, cũng có rất nhiều cô chú anh chị hỏi tại sao lại không có giúp anh Gôn. Thì Tiến cũng muốn chia sẻ với cả nhà, những cô chú anh chị mà không biết á, trước đó là Tiến đã giới thiệu cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Gôn cho tới cô anh và chú Tiến ở Mỹ. Thì cô chú cũng đã giúp cho gia đình của anh là một cái căn nhà tiền chế giống như thế này, và một cái nguồn nước nữa cả nhà. Wow, lúng rồi chú ơi, lúng bên kia rồi, nó nghiêng hết rồi cả nhà mình. Đây nè, nghiêng hết rồi. À, nó có cái gờ cho đây sâu quá mà biểu. Đây nè cả nhà, cái gờ ở đây sâu quá. À, là chặt cây nhét vậy hả? Tiến rất là mong khi cả nhà xem được cái video của Tiến á, thì cả nhà hãy theo dõi hết cái tập video này mà Tiến đi giúp bà con nghèo nha cả nhà mình nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, và cả nhà đừng quên ủng hộ và chia sẻ cái video này của Tiến để cho tới tất cả quý bà cô chú khác đều biết nhiều tới Tiến hơn nha. Không được đâu chú ơi, nó sụp thêm rồi, nó sụp thêm rồi. Không được đâu, không được đâu, chú chi lại chú lấy đường khác đi. Rồi bây giờ tới cũng không được mà dê lại cũng không xong luôn cả nha. Nó bị kẹt cái chỗ khúc đó cứng ngắc luôn rồi. Các anh các chú vẫn đang tìm cách để mà có thể bò cái chiếc máy cày lên cả nhà. Tại vì một bên của máy cày, cái bánh của máy cày nó đã bị lún xuống rất rất là sâu rồi. Ở đây không những cái chỗ này đâu cả nhà, máy cày đi qua chỗ nào cũng vậy, nó cũng sẽ bị lún như vậy thôi. Xe máy cày này là xe hai cầu nha cả nhà mình nha, nó sẽ có một cái cầu trước và một cầu sau để cho hai cái cầu đó nó quay cái bánh đều đều, để cho cái chiếc máy cày nó có thể nó mạnh hơn để đi ở trên một cái mảnh đất mà sình lầy như thế này. Nó cũng giống như cái chiếc xe bán tải vậy cả nhà mình, cầu trước cầu sau, bánh trước bánh sau là nó đều quay hết cả bốn bánh luôn, cho nên là xe leo rừng núi nó rất là mạnh. Nhưng mà máy cày này á, leo trên cái con đường như thế này hiện tại bây giờ cả nhà đang thấy á, là vẫn không được.
giờ bắt đầu tiếp tục lại thêm một lần nữa cả nhà. Cái này phải thử rất là nhiều lần thì phải chặt rất là nhiều cây rừng ở trong đây để mà có thể lót được một cái đường bánh xe để cho xe nó bò lên cho nó dễ dàng hơn cả nhà. Mỗi khi mà Tiến làm nhà hay làm bất kỳ một cái gì á thì Tiến luôn muốn mọi việc đều cho suôn sẻ cho cái công việc của Tiến và suôn sẻ cho bà con đồng bào để trong một ngày đó họ có cái nơi để mà họ ở cả nhà mình, chứ không ai muốn mà bị trục trặc như thế này hết. Như khi nãy Tiến cũng có mong cả nhà á, thì cả nhà hãy xem được cái video của Tiến á, cả nhà tặng cho Tiến, không những Tiến đâu mà tặng cho các anh thợ và những người mà đi phụ Tiến á, tặng cho họ một lượt like xem như là ủng hộ tinh thần để cho họ có một cái tinh thần để mà làm việc hơn nha cả nhà mình nha. Wow, lên được rồi cả nhà mình ơi. Mừng quá cả nhà mình. Giờ thì cũng đã vào cái mảnh đất mà cái hoàn cảnh hôm nay Tiến chia sẻ với cả nhà rồi. Chú mấy cày đang quay đầu lại để mà có thể dê cái đuôi xe vào ở chỗ khu vực này. Tại vì ở khu vực này á là nó có một cái khóm đất nó nhô lên, cho nên là nước khi mà mưa xuống á, nước nó sẽ không có động ở đây cả nhà. Nên Tiến quyết định là Tiến chọn làm cái căn nhà ở khu vực nơi đây. Còn căn chòi cũ nè, căn chòi cũ của chị gái và một người cô. Người cô á là có nhà dưới làng. Con chào cô. Dạ. Trời ơi, đèo cháu như vậy đó cả nhà. Đi làm mới về hả chị? Đi làm gì vậy chị? Hả, đi đâu? Dạ, đi về bắp. Đi về bắp hả? Dạ. Đi về bắp ở đâu? Dạ, ở bên kia. À, gần không? Dạ, cũng xa. Xa hả? Dạ. Là mình đi bộ luôn? Dạ, đi xe đi. À, đi xe nhờ người ta. Dạ. Lùi dẫn bé gái này đi luôn hả? Dạ, đi luôn hồi nãy. Trời ơi, sao không đuổi nón luôn lên cho con nhỏ? Không chịu đuổi, hồi nãy bị rớt rồi. Wow, mấy hôm nay mưa là mình ở dưới đây nè hả? Dạ. Wow, mưa là ở dưới đây nha cả nhà mình. Đó, trải bạc như thế này nè. Trời ơi. Sau một thời gian khá là dài, Tiến mới ghé lại thì ở trên cái máy nè, nước nó động nó sụp xuống hết rồi cả nhà mình. Đèn năng lượng bây giờ còn sáng không chị? Dạ, còn. Còn hả? Dạ. Ok. Đây nè, cái này mình lấy những cái miếng vải khác mình chấp vô hả chị? Mình may lại hả? Dạ, của người ta phát á. À, là người ta may lại xong người dạ. ta phát cho mình. Dạ. Wow, vải này là vải vụn nha cả nhà mình. Đó, họ may lại rồi xong rồi họ cho chị, rồi chị mang về chị đắp cho con của chị. Mưa mấy hôm nay có dột trên đây không chị? Dạ có. Nhiều lắm hả? Dạ. Ơi, lũng lỗ lũng hang hết rồi cả nhà mình. Đây nè, đây nè, rất là nhiều luôn. Rồi bắt buộc là mình phải chui xuống dưới đây. Chui xuống dưới đây ở được không vậy? Dạ cũng được hả tạm. Cũng được hả? Hôm nay á là em tới đây thì mẹ cũng vừa gọi rồi. Mẹ có thông báo gì với chị không? Dạ không, mẹ chỉ nói là anh qua thôi. À, mẹ chỉ nói là em qua thôi. À, rồi chị có thấy hiện tại bây giờ người ta đang làm gì không? Dạ không. Không hả? Không thấy luôn. Không thấy luôn là mấy người đó tàn hình hả? Hiện tại là mấy anh mấy chú á là đang chở vật tư sắt thép để mà có thể bỏ xuống cái miếng đất nhà chị, rồi dựng lên một cái ngôi nhà tình thương. Đó là cái ước mơ mà lúc trước á em có tới á, em có hỏi chị là chị ước mơ cái gì. Chị nói chị ước mơ là có một cái nơi ở để mà chị ở. Khi mà em đăng tải cái hình ảnh của chị lên thì có một bác ở nước Mỹ. Dạ. Bác thấy thương gia đình của mình quá, bác cầm lòng không nổi. Cho nên là bác gửi về đây một số tiền rất là lớn luôn. Để mà em có cơ hội em mang những cái vật tư như ngày hôm nay em đến đây. Để em dựng cái căn nhà tình thương. Chiều nay là gia đình của mình sẽ vào căn nhà mới, mình không có còn là phải ở trên cái khu vực này. Dạ. Và mưa gió mình núp dưới này nữa.
Hả? Dạ. Thế mà chị nghe em nói á, chị có bất ngờ không? Dạ có bất ngờ. Mừng nữa. Mừng nữa hả? Thật sự ra là đó, cái cảm xúc của bà con đồng bào á, cho nên là mỗi khi chúng làm nhà là Tiến không muốn cho họ biết là vậy cả nhà mình. Tiến muốn á, tạo một cái điều bất ngờ và cả nhà xem cái cảm xúc của chị gái người đứng trước mày ảnh nhỏ nè. Chị thật sự rất là xúc động luôn cả nhà. Bây giờ là chị ráng vài tiếng nữa là mình sẽ có nhà mới thôi nha chị nha. Từ nay mình không có lo lắng về cái vấn đề nơi ở, không có lo lắng về vấn đề mưa gió và nguy hiểm cho cái con nhỏ khi mà rắn rết rồi nữa ha. Rất là thương luôn cả nhà mình. Bây giờ là tới cái quá trình mà mọi người bỏ các vật tư xuống rồi bắt đầu tiến hành làm nhà. Thì cả nhà thấy không, cái cảm xúc của chị gái khi nãy á, chị rất là bất ngờ. Lúc đầu chị vẫn thấy như thế này nhưng mà chị không có biết á, là những cái vật dụng như thế này nó được dựng lên một thành một cái ngôi nhà á cả nhà. Cho tới khi mà Tiến nói thì chị rất là xúc động và chị khóc luôn á cả nhà mình. Nên là người đồng bào họ ở trên đây họ nghèo khổ thật, họ có sao thì họ ở như vậy thôi. Cho nên cái ước mơ của họ cũng đều là thật, đó là cái mong muốn mà từ nhỏ cho tới lớn luôn, từ người trẻ cho tới người lớn tuổi luôn cả nhà. Nên rất là thương họ. Lây hoay từ hồi sáng giờ á, Tiến nghĩ là tới đây là 10 giờ sáng mà không ngờ là tới đây là 11 giờ trưa rồi cả nhà. Bỏ đồ xuống như thế này là khỏe rồi cả nhà mình. Các anh chỉ cần bung ra và các anh lắp ráp thôi. Chú, bên sát xuống luôn đi chú. Chú áo vàng kìa. Anh Gôn thì anh cũng phụ Tiến để mà có thể đi xúc cát để chiều đổ mấy cái chân trụ á. Giờ Ben xuống cả nhà mình. Hồi nãy là Tiến ở ngoài kia, Tiến ghi hình các anh thợ để mà có thể bỏ sắt xuống cả nhà mình. Mà Tiến xem thử ở khu vực nơi đây loay hoay thì không thấy cô với lại chị và mấy đứa nhỏ. Tiến tới thì Tiến mới thấy là chui xuống ở dưới đây ngồi nè cả nhà mình. Tới cái mức mà Tiến ngồi là Tiến phải khom như thế này. Thật sự ra là nó rất là thấp luôn cả nhà. Trời, nói chuyện mà khó ghê luôn á chị. Ủa là đêm, hồi đêm á là mình ngủ ở đây luôn hả? Dạ. Hồi đêm có mưa không chị hả? Dạ không. Ủa không, hồi đêm không mưa. Hôm kia mới mưa dạ. Là mình xuống đây mình ngủ. Dạ. Rồi khi mình xuống đây mình ngủ á thì nước nó có dột xuống không? Dạ cũng dột mà là có mấy cái này nó che lại nó đỡ một tí. Là nó đi theo những cái cây, đường cây như thế này thôi. Dạ. Nó không có nhỏ giọt xuống. Dạ. Đó thì cả nhà thấy không? Đây là cái hình ảnh mà chân thật nhất mà Tiến muốn chia sẻ tới cho cả nhà mình. Thì cái hình ảnh này á, cho tất cả những cái hình ảnh khác luôn, những hoàn cảnh khác luôn mà Tiến chia sẻ đều là thật hết luôn cả nhà mình. Cho nên á, là mỗi khi mà Tiến ghé đến đây á, là Tiến phải tìm hiểu rất là kỹ, chứ không thôi là để người ta ở trên phường, trên xã người ta thấy á, thì cũng rất là khó cho bản thân của Tiến luôn. Và ở dưới đây nè, khi mà Tiến trải nghiệm nha, Tiến ngồi một chút thôi, nó rất là nóng và nó rất là thấp luôn. Không có hiểu tại sao mà họ lại sống ở đây được bao nhiêu năm chị? 2 năm. Ở đây 2 năm cả nhà mình. Cô thì cô có nhà dưới làng. Dạ. Cô cho con hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, con quên mất tiêu rồi. 45 tuổi rồi. Dạ. Là gia đình của mình là có chị gái này thôi hả hay là làm sao? Hai người con trai nữa mà bây giờ đi lấy vợ hết rồi. Trai một đứa nó nhỏ có 12 tuổi. À 12 tuổi. Trai lớn thì có vợ rồi. Dạ. Con có nghe anh Gôn nói là chồng của cô bị bệnh cho nên mất. Dạ. Mỗi ngày cô làm công việc gì? Thì có người ta đi làm mướn kêu mình để bắp rồi. À là người ta kêu về mình làm đó thôi. Dạ. Ừ,
xong rồi ngày mua măng thì đi kiếm măng. Mùa măng thì đi kiếm măng. Dạ. Nắng thì kiếm phân. À, mùa nắng thì đi kiếm phân. Còn mùa mưa thì người ta kêu đi kiếm măng thì đi kiếm măng. Còn không thôi là người ta kêu đi tỉ bắp thì cô đi tỉ bắp luôn cả nhà mình. Hiện tại bây giờ là giống như cái hoàn cảnh của gia đình chị gái này á, là chị gái này là một gia đình riêng, còn cô là một gia đình riêng, tại vì chồng của cô mất rồi cho nên là cô tự lực cánh sinh, cô tự làm, cô tự ăn cả nhà. Còn con cái cũng nghèo khổ cho nên không có ai mà giúp được bất kỳ một cái gì hết cả nhà mình, cho nên là rất là tội cho cô. Rồi mấy hôm nay mình đi làm được bao nhiêu ngày rồi, được bao nhiêu tiền? Dạ có mới hôm nay à. Mới hôm nay hả? Mình xin về là người ta có nói gì không? Dạ không. Không nói gì hết đó hả? À, mình xin về là không có tiền thôi. Dạ đúng rồi. Rất là tội luôn cả nhà. Thì như em cũng đã chia sẻ với chị á, chú rất là thương chị, thương mấy mẹ con đó. Tới hiện tại bây giờ khi mà em ghé đến đây á, là cũng đã 2 tháng rồi. Nhớ cái hôm mà hai chị em mình đi ra xách cái bình hút nước không? Đó, nó rất là lâu rồi. Cho tới bây giờ á, thật sự ra là chú nói với em á là phải giúp đỡ cái hoàn cảnh của chị nhanh gọn lẹ luôn, tại vì thấy hoàn cảnh của chị quá đáng thương cả nhà mình. Đó là phải giúp liền ngay lập tức luôn, để mà có thể mấy mẹ con có thể ở trong một cái căn nhà nó khang trang hơn, nó không có ở như thế này nữa cả nhà. Chú có chia sẻ với tiếng như vậy. Mà trưa nay á là mình không có cần phải nấu ăn cái gì hết nha. Khi mà tiến tới tiếng làm nhà là tiến muốn á là bỏ cái số tiền túi của mình ra. Thật sự ra là tiến cũng đi làm cũng kiếm cái đồng lương thôi, nhưng mà nhiều người họ khổ hơn tiến cả nhà, cho nên là tiến sẽ chích cái tiền xăng mà tiến để dành để đi làm mỗi ngày á, tiến chích ra để mà có thể mua cơm nước cho mấy anh thợ và mua cơm cho các bà con đồng bào nghèo, để mà họ có thể họ ăn một cái hộp cơm. Rất rất là lâu rồi họ chưa được ăn thịt á, cho nên là tiến cũng muốn mua cho họ những cái hộp cơm để mà họ ăn trưa, tại vì lâu lâu mới có một ngày đó. Xíu nữa là mình sẽ có cơm hộp mình ăn rồi này kia ha chị ha, không có còn phải nấu ăn rau rừng rồi như mọi hôm nữa. Bao lâu rồi cô với chị mới ăn thịt, mới ăn thịt lại? Lâu lắm rồi hả? Lâu lắm, nhưng mà đi làm có tiền thì mua, cũng đâu có dám mua nhiều. Mua 20-10 ngàn. Mua 20-10 ngàn để ăn cho có vị vậy thôi. Wow. Đó thì như em cũng chia sẻ là chú nữa là đi mua cơm để mà ăn nha. Dạ. Chứ anh làm nhà cũng nhanh thôi, tại vì cái anh đã lắp ráp xong hết rồi. Lên thì cắt sắt á cả nhà, cắt sắt ở dưới nhà xong hết rồi và lên chỉ lắp ráp thôi. Cho nên là lên đây lắp ráp cũng rất là nhanh. Tại bây giờ thì cái quá trình làm nhà cũng đã tới những cái bước cuối cùng rồi cả nhà mình. Thì các anh thợ đang lấy xi măng và trộn xi măng đang đắp lại những cái bậc thang á cả nhà, để có thể bước lên nhà để dép đồ cho nó sạch sẽ. Đó là cái bước cuối cùng khi mà trong cái quá trình mà làm trở nên một cái căn nhà tình thương dựng lên cho các bà con nghèo. Và các nhà và cả nhà nhìn xem phía bên tay phải của góc màn hình cả nhà, thì đó là một cái căn chòi mà chị gái có chia sẻ với Tiến là chị và hai đứa con nhỏ của chị sống trong vòng 2 năm qua. Cái khu vực này á thì trước mà anh nhỏ cả nhà thấy đó là mưa đang rắc rắc cả nhà, chuẩn bị mưa lớn rồi, tại vì khu vực này á là sát chân núi luôn, cho nên là khi mà mưa xuống á là khu vực này là chịu ảnh hưởng đầu tiên cả nhà. Tiến muốn để cái góc màn hình như thế này để cho cả nhà xem cái hình ảnh và cảm nhận được cái cuộc sống của bà con nghèo sống khi mà trời mưa gió như thế nào.
mưa râm râm á, hoặc là không mưa á, thì gia đình của chị á ngồi ở trên một cái sạp như vậy. Còn khi mà mưa lớn á, thì ngồi ở trên sạp á là không được đâu cả nhà, phải ngồi ở cái góc dưới mà người cô là mẹ của chị đang ngồi á. Có thể chú mưa ở dưới. Tiến rất là mừng, sau 2 tháng mà gia đình của chị á không thể nào mà tưởng tượng được, giống như là một giấc mơ vậy cả nhà. Họ không biết bất kỳ một cái gì hết, cho tới hôm nay á, một cái căn nhà tiền chế được mọc lên ở trên khu vực rừng núi và thuộc quyền sở hữu của bà con nghèo. Đó là cái tình yêu thương của các cô chú Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình của những người nghèo. Trước khi mà vào nhận nhà mới á, thì Tiến cũng muốn ghi hình sơ qua lại cái căn chòi cũ mà hiện tại chị gái và cùng 2 con nhỏ đang sinh sống cả nhà. Đồ đạc thì Tiến gửi ở đây hết, và mền mùng chiếu gối nệm là mọi thứ là Tiến để ở trong đây hết, tại vì hồi nãy mưa cả nhà, cho nên là Tiến gửi ở bên trong cho nó khỏi ướt. Còn cái này là cô, là mẹ của chị á. Đó, cô ra cô bứt những cái cây này tên gì Tiến cũng không rõ nữa, nhưng mà họ thường lấy cái cây này họ phơi khô á, rồi họ làm cái chổi trà cả nhà. Đó, xíu nữa để mà có thể quét cái sàn ở bên trong, bụi bặm rất là nhiều. Đây là những cái miếng bạc này là bao nhiêu lâu rồi chị? Từ lúc mà mình làm chòi mới tới giờ luôn, hay là mình có thay được nào chưa? Chưa thay được nào luôn, là mình ở đây 2 năm, là miếng bạc này nó đã tồn tại 2 năm rồi. Wow, đây cả nhà, 2 năm. Bên này cũng là một cái miếng màng, mưa nó sẽ tạt vào là nó ướt hết luôn cả nhà. Họ chỉ dừng như thế này thôi, tại vì Tiến tới hoàn cảnh nào là Tiến muốn chia sẻ rõ ràng cái nào ra cái đó. Mẹ của chị gái á, là cô á, có nhà ở dưới làng, nhưng mà con cái con cháu đông quá cho nên là bắt buộc 2 vợ chồng của chị gái này lên trên đây ở. Đây là cái mảnh đất của nhà cô luôn, cho nên cô cho 2 vợ chồng lên đây ở. Còn cô thì cô ở dưới đó, cô ở với con cháu, những người con, những người cháu khác nữa. Đây, trời ơi, cả nhà thấy thảm thương ghê chưa. Tiến đi một vòng xung quanh cho cả nhà xem kỹ càng hơn nha. Còn khu vực bên đây là bếp này, họ làm một cái sạp để mà có thể để nồi niêu, son chảo, tô, rồi dầu ăn, mắm muối, mì tôm. Họ cũng không có mua một thùng đâu, tại vì họ không có tiền để mà mua. Họ mua một lần chỉ mua vài ba gói như vậy thôi. Nhìn rất là thảm luôn cả nhà mình. Cháo á, của bé nhỏ á, là chị không có tiền, chị mua á, là nửa hộp như thế này thôi. Đây, nửa hộp thôi cả nhà. Cái quá trình làm nhà trong vòng một ngày cuối cùng cũng đã xong rồi cả nhà. Thì khi mà xong cái căn nhà á, là Tiến sẽ đi, Tiến ghi hình xung quanh và để cho cả nhà cùng hiểu rõ cái quá trình của các anh thợ làm và Tiến cải thiện cái căn nhà mỗi ngày, mỗi ít như thế nào nha cả nhà mình nha. Chị ơi, chị đi theo em, đi ra ngoài đây để em hướng dẫn chị nè. Ở đây á, là cái khu vực cái bồn chứa nước. Em có mua cho gia đình của mình là một cái bồn chứa nước để mà có thể khi mà mưa gió á, tại vì em biết ở khu vực này á là mưa rất là nhiều, và mỗi khi mình đi lấy một cái nguồn nước á, nó cũng rất là khó khăn. Cho nên là em có mua một cái bồn như thế này. Thì cái bồn này á, ở đây nó có những cái miếng nhựa nó rơi rớt ở bên trong này chị. Đây nè. Đó, thì mình cứ gỡ cái nắp ra nha. Cứ để cái nắp đó, khi nào mà mưa lớn á, mình cứ để cho nó chảy luôn. Nó chảy xuống cỡ khoảng 15 phút hay là nửa tiếng gì đó, để cho những cái cặn á, nó chảy xuống ra hết cái đường ống này. Xong rồi mình mới bắt đầu, mình lấy cái nắp á, mình đậy lại. Hoặc là khi mà hết mưa á, mình hứng cái nước sạch á, mình cho nó xuống hết rồi mình đóng cái nắp này lại nha. Và mình sử dụng á, thì mình sử dụng ở đây. Đó, đây nè. Giờ em vặn ra sẵn nha, nếu mà có mưa á, thì nó chảy ra, những cái cặn nó chảy ra. Khi nào mà chị thấy sạch á, thì chị đóng van lại và hứng nước cho nó gần đầy đi rồi mình đóng cái nắp lại nha. Và những cái chân trụ đây cả nha, đó chân bồn, chân trụ. Đây, mọi thứ. Em làm cái căn nhà này cho mình á, là có cái cửa sâu luôn. Yeah. Nếu mà ban đêm mà mình có ngủ ở bên trong mà ai mà có chơi sóc mình mà khóa cái cửa ở ngoài trước á, thì mình vẫn có thể mình mở cái cánh cửa ngoài sau này ra. Yeah. Ở bên trong, người bên trong có thể mở cánh cửa này ra thôi, còn người bên ngoài là họ không thể nào mà họ khóa lại cho mình được. Yeah. Ha. Đó, thì mỗi khi mà ngủ nghỉ á, là mình đóng cửa trước cửa sau lại và cửa sổ luôn nha. Yeah. Và một điều đặc biệt ở đây nữa cả nhà, Tiến cải thiện cái căn nhà này á, là cái cửa sổ cũng có nhiều cô chú khi mà Tiến đăng tải cái hình ảnh mà làm nhà lên á, thì cô chú nói nước mưa nó chảy xuống đây và nó theo những cái đường đây nó chảy xuống vào bên trong. Thật sự ra là không có đâu cả nhà mình, nhưng mà Tiến vẫn muốn là cải thiện thêm, là bắt một cái miếng sắt ngang như thế này để nước mưa nó, nếu nó mà chảy xuống thì nó sẽ chảy ra bên ngoài luôn. Đây cả nhà, chân trụ đều đầy đủ hết nha cả nhà mình nhé.
Còn cái khu vực bên đây này chị, mỗi bên cánh cửa là em đều làm một cái móc khó như thế này. Đây. Đó. Ban đêm mình đóng cửa lại, mình ngủ mình gỡ ra thôi. Dạ. Và ban ngày thì mình lấy mình đóng lại như thế này. Rồi. Mình hạn chế là cho mấy đứa nhỏ bước đây nha chị nha. Tại vì nó còn ướt á. Bây giờ thì Tiến sẽ vào bên trong cả nhà. Vừa mới làm xong nóng hổi luôn cả nhà mình. Đó thì ở đây là Tiến có trải mình mùng chiếu gối và nệm ra sẵn luôn để cho gia đình của chị và cô ở trong cái bịch này là mềm mùng cả nhà. Và sẵn tiện đây là em cũng muốn hướng dẫn chị á là mình mở cánh cửa sổ như thế này. Đây, khi mà chị muốn mở cửa sổ á, làm cái chốt này lên. Đó. Và mình đẩy ra hết cửa nha. Đây. Rồi, chị thấy cái cây sắt đó không? Chị đẩy cho nó thẳng ra là nó sẽ giữ cái cánh cửa lại. Còn khi mà mình muốn đóng lại là một tay này là mình phải giữ cái cánh cửa, còn một tay bên này là mình gõ vô cái chỗ này nè, chỗ cục này nè. Đó, để mình đỡ cánh cửa mình kéo xuống nha, chứ mình đừng có mà lấy một tay mà mình đập cái này xuống là cánh cửa nó sập xuống bất ngờ nó dập tay mình nha. Đó. Rồi, em mở ra chỗ sáng luôn. Đèn năng lượng thì Tiến cũng vừa nhờ mấy anh thợ bỏ qua đây hết luôn cả nha. Đây. Cửa bên đây cũng vậy nha chị nha. Và cả nhà để ý giúp cho Tiến một cái như thế này. Cái căn nhà mà Tiến làm, đây là cái miếng tôn, nó có cái miếng xốp cách nhiệt cả nhà mình. Cả nhà xem này. Đây, để Tiến quay rõ cho cả nhà xem. Cái miếng tôn nó có cái miếng xốp cách nhiệt ở đây. Đó, cả nhà thấy rõ không? Và cả nhà lưu ý giúp cho Tiến cái này nha. Đó, cả nhà nhớ giùm cho Tiến, xíu nữa Tiến sẽ nói một vài vấn đề khi mà Tiến làm nhà. Đây cả nhà. Và tiếp theo là cái quạt năng lượng mặt trời đây nè. Đây là cái remote. Cái remote để điều khiển cái quạt năng lượng mặt trời. Đây, để em bấm lên cho chị nha. Nút này nút mở nè. Đó, nó quạt lên thấy không? Mát chưa? Còn nút này là nút tắt này chị. Nút tắt nè, nút mở nè. Đây, em tắt cho chị nè. Đó, mình bấm là mình phải kê sát vào nha. Đó, nó kêu cái tít là nó tắt. Còn kêu cái tít là mở nè. Đó. Rồi cái nút ở dưới đây là cái nút mở đèn, chị thấy cái bóng đèn không? Đây, em mở cho chị xem nha. Đó, thấy không? Cái này là cái quạt, nó kèm thêm là đèn ngủ nữa. Tối mà mình ngủ á, cái đèn này mình tắt đi. Mình mở cái đèn này để cho hai đứa nhỏ nó dễ ngủ thôi ha. Đó, rồi, để em tắt cái đèn này. Và cái sợi dây bên kia á, ban đêm mà chị ngủ á, thì chị rút ra, chị để như thế này để cho nó quạt, cho mát mấy mẹ con. Ban ngày mà chị đi làm á, thì chị lấy cái quạt qua bên chỗ khúc đó, chị lấy sợi dây đó chị cắm ở ngoài sau này nè, nó có cái lỗ ở ngoài đây nè, cắm để mình sạc nha, để tối mình có thể mình sử dụng nha. Đó thì Tiến cũng muốn hướng dẫn cho rõ ràng cả nha. Cái quá trình mà Tiến làm nhà từ sáng cho biết tới bây giờ thì khi mà làm xong nhà là Tiến cũng đã hướng dẫn chị hết tất cả mọi thứ để cho chị hiểu rõ và chị sử dụng những cái đồ dùng mà Tiến mang tới đây trong cái ngôi nhà này để mà chị có thể chị hiểu biết nó kỹ càng hơn và chị sử dụng cho nó dễ dàng hơn cả nhà mình. Nãy giờ em chỉ chị hiểu hết chưa? Hiểu rồi đúng không? Đây, nhớ nha, đây là cái remote của cái quạt. Còn đây là cái remote thì chị cũng đã sử dụng rồi, của điện năng lượng mặt trời. Rồi em trao cho chị, nhớ giữ kỹ đừng để cho mấy đứa nhỏ nó phá nha. Đó, quá đã luôn cả nhà. Thì trước khi mà Tiến công bố cái giá tiền mà Tiến làm nhà thì Tiến cũng có muốn xin phép là Tiến nói một vài cái vấn đề để cho cả nhà cùng hiểu rõ. Khi mà Tiến làm nhà, những cái căn nhà mà Tiến đăng tải lên trên YouTube á, thì có rất là nhiều người họ bình luận rất là tiêu cực cả nhà. Họ nói á là thứ nhất là với cái giá tiền mà Tiến làm như cái căn vừa rồi thì có nhiều người họ nói là cái giá tiền của Tiến làm á nó cao hơn, nhưng mà thật sự họ không xem hết video cả nhà mình. Cái căn nhà á là Tiến phải mua quạt năng lượng mặt trời là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái căn nhà mà Tiến làm á là Tiến muốn cho bà con có một cái quyền lợi gì đó để cho nó khỏi to, để cho nó khỏi nóng cả nhà mình. Tại vì ở cái nhà này, ở trên khu vực rừng núi và đặc biệt cái nhà này nhà tôn á, chắc chắn là nó sẽ nóng rồi. Tại vì Tiến làm cái nào á, thì Tiến nói thật cái đó cả nhà. Căn nhà tôn này mình làm ở trên khu vực rừng núi á, nó nắng nóng rồi cả nhà, cho nên Tiến muốn làm cái miếng tôn cách nhiệt này. Thì khi mà làm miếng tôn cách nhiệt này á, thì cái tiền của nó sẽ tăng lên. Và Tiến mua cái quạt năng lượng này á, thì cái số tiền nó cũng sẽ tăng lên. Có đôi lúc á Tiến đi vào cái khu vực rừng sâu á, cái việc mà vận chuyển á là các anh thợ mà Tiến thầu cái nhà này á
đó, các anh không thể nào mà các anh rinh vác hết tất cả các vật tư, tại vì các anh còn phải dưỡng sức để mà dựng lên cái ngôi nhà, bắt buộc là tiếng phải thuê người đồng bào để mà trả tiền công cho họ, để họ rinh vác những cái đồ vật đó lên, cho nên cái giá tiền đó, nó rất là cao, và tính tiền xe đồ nữa cả nhà. Cho nên là Tiến muốn cả nhà cùng hiểu rõ cái việc mà Tiến làm, và cả nhà đừng có mang cái kênh của Tiến đi so sánh với những kênh khác. Và một điều đặc biệt nữa, thật sự ra là Tiến cũng không muốn nói đâu, việc ai nấy làm cả nhà. Nhưng mà có rất nhiều người họ bình luận ở trên kênh của Tiến và họ nhắn tin cho Tiến luôn. Họ nói á, là Tiến phải đi qua những cái kênh khác để mà học hỏi với cái việc làm nhà. Thật sự cái nhà này á, là do Tiến tự thiết kế. Nó có mái, nó có cửa sổ, nó có tôn cách nhiệt và nó có những cái mà nó lợi ích cho bà con. Còn những kênh khác cả nhà mình Tiến đã thấy nhưng mà Tiến không muốn nói rõ kênh. Tiến đã thấy cái việc mà họ làm nhà họ làm á, trước đó là không có cái mái luôn cả nhà mình. Có nhiều cô chú á, cô chú đi ngang qua, cô chú nói á, sao cái nhà này làm giống như một cái hộp vậy, nó không có mái gì luôn. Cho tới khi mà họ thấy Tiến làm có cái mái và có bồn nước, nói chung là kể cả cái cửa luôn, cái cánh cửa của họ làm á, họ lấy cái cây rừng họ chống lên. Còn cái cửa mà Tiến làm á, là nó có một cái cây mà nó gặp với cả nhà mình đó, cho nên là họ theo cái bản thiết kế nhà mà Tiến làm ra, họ làm cho cái căn nhà của họ nó trở nên hoàn thiện hơn cả nhà mình. Cho nên là Tiến không bắt chước ai hết đó, nên nhiều người họ không hiểu á, họ nói Tiến phải đi qua kênh khác để mà học hỏi. Thật sự ra những kênh khác đang học hỏi Tiến cả nhà mình. Tiến không cho là Tiến giỏi nhưng mà họ nhiều cái họ bình luận rất là quá đáng luôn, cho nên là Tiến cũng muốn nói rõ ở đây để cho những người đó và tất cả các quý bà cô chú chị cùng hiểu rõ về cái giá cả mà Tiến làm, về cái mẫu mã thiết kế mà Tiến dựng lên cái ngôi nhà này, để cho cả nhà nó là độc quyền của Tiến cả nhà mình. Còn những người khác á, họ chỉ làm theo Tiến thôi, chứ Tiến không bắt chước ai hết. Đó là cái nội dung mà hôm nay Tiến muốn truyền tải và chia sẻ tới cho cả nhà cùng hiểu rõ. Thì quay lại cái vấn đề chính là Tiến sẽ trao tặng những cái phần quà và Tiến sẽ công bố cái số tiền mà hôm nay Tiến làm nên cái căn nhà này nha cả nhà mình nha. Nãy giờ thì cô nhóc đang ngồi mà nói chuyện cả nhà, cô nhóc quậy quá cả nhà mình, đòi bà đang ngồi bên kia, bà giữ hai đứa nhỏ. Thì sẵn đây á, khi mà Tiến nói hết mọi việc cho cả nhà cùng hiểu rõ với cái việc mà Tiến làm á, thì Tiến cũng muốn công bố cái số tiền và Mạnh Thường Quân hỗ trợ cái căn nhà tình thương này cho chị gái ngồi trước mẹ ảnh nhỏ. Cả nhà đợi Tiến một chút nha. Thì Tiến xin công bố cái số tiền cái nhà tình thương này mà một người chú ở Mỹ, là chú mở tấm lòng vàng yêu thương gia đình của chị gái ngồi trước mẹ ảnh nhỏ và hỗ trợ cho gia đình chị gái, là chú Trần Văn Tâm ở Dallas, Texas, nước Mỹ cả nhà mình, là chú hỗ trợ về cho gia đình của chị, chú gửi về cho Tiến là số tiền 36 triệu cả nhà. Thì ở đây á, là Tiến làm nhà, cái số tiền mà Tiến làm nhà là 29 triệu 500, Tiến thuê xe tải là 1 triệu 300, Tiến thuê xe máy cày là 700.000 đồng, Tiến mua bồn chứa nước là 1 triệu 6, mền mùng chiếu gối và nệm là 1 triệu 650.000 đồng, quạt năng lượng mặt trời là 2 triệu 2, một phần quà là 800.000 nữa. Tổng cộng hết những cái đồ mà Tiến vừa làm á, vừa đọc á, thì tổng cộng lại là 37 triệu 750.000 đồng cả nhà. Thì Tiến lấy 37 triệu 750.000 đồng, Tiến trừ ra 36 triệu mà chú Tâm gửi cho Tiến á, là chú còn âm tiền của Tiến, là Tiến bỏ tiền túi ra là 1 triệu 750.000 đồng, là chú còn âm lại tiền của Tiến là 1 triệu 750.000 đồng cả nhà. Và sẵn đó luôn là Tiến cũng vừa đọc mà hỗ trợ cho gia đình thêm một phần quà để cho họ có lương thực á, thì Tiến xin phép là Tiến gửi luôn nha. Đây, chú Tâm ở Mỹ, là chú có hỗ trợ cái căn nhà tình thương này cho mấy mẹ con. Thì khi mà hỗ trợ cái căn nhà tình thương này cho mấy mẹ con rồi á, thì chú cũng có dặn em là mua cái phần quà nhu yếu phẩm này để cho mấy mẹ con có thể mà ở trên đây ăn uống vào những ngày tiếp theo. Đây, trước tiên là em gửi cho gia đình của mình một thùng mì tôm nha. Ai chà. Rồi, em gửi cho gia đình của mình nè, là 2 ký cá khô nè. Đây em gửi. Em gửi 2 chai xì dầu nè, 2 chai nước mắm đó, 2 chai dầu ăn. Đây em gửi 1 ký đường nè chị. Rồi 2 bịch muối em gửi luôn.
và một bịch bột ngọt lớn. Rồi cuối cùng trong phần quà nhu yếu phẩm này là 10kg gạo này cả nhà. Đó. Trời ơi, không ăn kẹo nữa hả con? Không ăn kẹo nữa hả? Ảnh con gái mà ảnh lì lắm cả nhà mình. Đó, đây là tất cả mọi thứ mà chú Tâm muốn hỗ trợ cho gia đình của mình. Thì xíu nữa là Tiến cũng muốn á, là chị có đôi lời cảm ơn tới chú Tâm, gửi cái lời cảm ơn chân thành nhất tới chú Tâm. Và bây giờ là một phần quà tiếp theo là từ em. Khi mà em lên đây á, em có thấy con của chị á, đây thì em cũng lấy cái tiền túi, cái tiền mà mỗi ngày em đổ xăng để đi làm á, em chích ra một ít tiền để mà em có thể em mua bánh cho hai cháu nè. Đây cả nhà, đó, tại vì cái này cũng ít lòng nhiều thôi chứ Tiến thật sự cũng không có tiền nhiều để mua nhiều cho các bé á. Đây là tấm lòng của Tiến thôi cả nhà, Tiến tặng cho con gái với lại con trai của chị luôn. Đây em tặng hai bịch oxy nè cho các cháu, rồi em tặng hai lốc sữa nè. Đó, tại vì các bé trên đây thích ăn kẹo cả nhà mình, cho nên là Tiến cũng mua vừa đủ thôi chứ không có mua nhiều để cho các bé ăn súng cái răng hết cả nhà. Đây rồi em mua một ít kẹo nữa. Đó, đó là tấm lòng của em nha, em lì xì mấy cháu một ít như vậy thôi. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú, phải vòng tay lại chứ. Cảm ơn chú. À, giỏi, rồi lì lắm cả nhà. Thì khi mà chị nhận cái phần quà nhu yếu phẩm này và một cái căn nhà, đây là cái mơ ước mà tập video trước chị có nói với em là chị ước mơ từ rất là lâu rồi. Thì hiện tại bây giờ là không những căn nhà có quạt, có điện, có mình mùng chiếu gối và mình có một cái nơi ở nó khang trang, ở cái thời tiết mưa gió hiện tại như thế này, thì chị có đôi lời nào chị cảm ơn bác Tâm ở Mỹ không? Dạ. Con cảm ơn bác Tâm rất là nhiều đã ủng hộ cho gia đình con. Con chúc chú nhiều sức khỏe và bình an, và bình an trong cuộc sống và luôn may mắn trong công việc. Trời ơi, rất là dễ thương luôn cả nhà con mình. Cảm ơn chú rất nhiều. Thật sự ra mà nói á, chị kiểu như là chị rất là dễ bị xúc động cả nhà mình. Đây là cả nhà nhìn nó đơn giản như vậy thôi chứ thật sự không đơn giản. Đó là một cái số tiền nó rất là lớn, kể cả Tiến này, nó rất là lớn đối với bản thân Tiến luôn, huống chi là người đồng bào. Tại vì họ làm một ngày á, họ làm chỉ có vài chục ngàn thôi cả nhà, cho nên là họ rất là cần những cái nơi ở như thế này. Thì sẵn đây là con cũng muốn xin phép là con thay mặt cho gia đình của chị gái, con cảm ơn bác Tâm ở Texas ở Mỹ, là con cảm ơn bác rất là nhiều vì đã mở tấm lòng vàng yêu thương và hỗ trợ gia đình của chị gái. Còn trước mặt ảnh nhỏ này có một cái căn nhà tình thương để mà có thể cho gia đình của chị ở cả nhà. Sau cái lời cảm ơn của chị gái thì con cũng muốn xin phép là con cảm ơn bác Tâm ở Texas nước Mỹ, là con cảm ơn bác vì đã mở tấm lòng vàng yêu thương và giúp đỡ, để ý tới cái hoàn cảnh của chị gái ngồi trước mặt ảnh nhỏ này, hỗ trợ cho chị gái một cái ước mơ, đó là một cái ngôi nhà tình thương như thế này. Tới hôm nay thì con cũng được có được một cơ hội để con dựng lên cái căn nhà, thay mặt bác dựng lên căn nhà này để cho gia đình của chị gái ở và các con của chị gái ở trong cái mùa mưa gió như thế này, không còn phải mà núp ở dưới một cái căn chòi, một cái túp lều mà cũ nát như khi nãy con chia sẻ cho chú với lại tất cả các quý ông bà cô chú anh chị cùng xem nữa. Tới hiện tại bây giờ là cũng mưa rất là nhiều rồi cả nhà, rất là may mắn trong ngày hôm nay có thể làm kịp cái căn nhà, tối nay là mình có thể mình ở trong đây là ấm êm cuộc tình rồi. Dạ. Không còn phải lo lắng một cái điều gì hết ha chị ha. Dạ. Mình phải cố gắng là mình làm lụng, mình kiếm tiền mà mình nuôi con, để cho nó có một cái cuộc sống nó không có tốt mấy, nhưng mà miễn sao là tốt là được. Dạ. Ha. Dạ, và khi mà nó tới tuổi đi học là mình phải cho nó đi học, đừng có cho nó nghỉ, tội nó nha. Dạ. Nha chị nha. Như chồng đi làm á, là bao lâu rồi chưa về? Lâu rồi. Chắc được mấy tháng này rồi. Mấy tháng này rồi. Có liên lạc với chồng không? Dạ điện thoại hư rồi. Điện thoại hư rồi, không liên lạc với chồng nữa. Chắc chồng về chồng thấy căn nhà như này chồng bất ngờ vui lắm đúng không? Dạ. Nhớ nha, đừng đẻ nữa nha, khổ lắm rồi. Rất là thương cả nha. Thì bây giờ là Tiến đã thay bác Tâm ở Texas nước Mỹ, là Tiến đã trao tặng và hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ mà bác đã giao cho Tiến á. Thì bây giờ là em cũng xin phép là em sẽ rời đi. Em chúc gia đình của mình luôn bình an và có thật là nhiều sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Hôm nào á, một thời gian cũng khá dài em sẽ quay trở lại đây, em xem thử cái tình trạng cái nơi ở của mình như thế nào ha. Và Tiến cũng muốn xin phép cả nhà là Tiến cũng tạm dừng video tại đây luôn.
Cả nhà yêu Minh Tiến đừng quên ủng hộ cho Tiến một lượt like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi và xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến để Tiến có thêm kinh phí lên núi giúp đỡ các bà con nghèo nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye bye.